Tại tỉnh Lào Cai có 96,51% doanh nghiệp nhỏ và 91,94% doanh nghiệp vừa bị tác động bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, với quy mô sản xuất vừa và nhỏ, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp lại có ưu thế thích ứng nhanh trước diễn biến của thị trường. Vì vậy, ngay sau khi dịch bệnh cơ bản được khống chế, các đơn vị này đã khắc phục khó khăn, từng bước khôi phục sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Cũng giống như nhiều ngành nghề khác, dịch bệnh COVID-19 đã khiến cơ sở sản xuất mộc này chịu thiệt hại không hề nhỏ. Thiếu nguồn nguyên liệu, sản xuất đình trệ, công nhân nghỉ việc, nhiều đơn hàng không thể xuất bán được, ước thiệt hại lên tới vài trăm triệu đồng. Sau thời gian phải tạm dừng sản xuất để phòng chống dịch, cơ sở sản xuất mộc này đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để bắt tay vào khôi phục sản xuất ngay sau khi hoạt động trở lại, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Công nhân thì cái nhà là công nhân theo kiểu thời vụ thì cái nhà là cũng về quê một số. Về quê thì cái nhà là cũng xin hỗ trợ, nên là 3 tháng vừa rồi là cái số công nhân về quê là cái nhà mỗi người là mình chuyển theo tài khoản cho mỗi một công nhân là 10 triệu để hỗ trợ. Sau đợt Covid này thì mình cái nhà là về nhân công và các cái vấn đề về vật tư sản xuất là mình đều có đầy đủ hết rồi để chuẩn bị cho cái nhà là cho cái sau cái dịch Covid này. Tỉnh Lào Cai hiện có hơn 7.000 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, bao gồm nhiều ngành nghề chính như sản xuất các sản phẩm cơ khí, sửa chữa máy móc nông cụ, chế biến nông lâm sản, thực phẩm, mộc dân dụng, thủ công mỹ nghệ. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đã tạo việc làm cho khoảng gần 20.000 lao động, với thu nhập bình quân từ 3 cho đến 6 triệu đồng mỗi người một tháng. Sau thời gian bị gián đoạn sản xuất do dịch bệnh, đến nay hầu hết các cơ sở đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, các cơ sở sản xuất cũng gặp không ít những khó khăn do hàng hóa không xuất khẩu được, thiếu hụt nguồn vốn. Những khó khăn này của các doanh nghiệp cũng đã được các ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ và tháo gỡ. Tìm mọi biện pháp để phối hợp với các khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có chịu tác động ảnh hưởng của dịch COVID để tiếp tục ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện gia giãn hạn nợ cho khách hàng chịu tác động của ảnh hưởng dịch COVID, xác định cái điều kiện, đủ điều kiện thì có thể là miễn giảm lãi theo quy định. Tình hình dịch bệnh tác động chung đến hoạt động của nhiều ngành, lĩnh vực. Vì vậy, nơi nào chuẩn bị tốt hơn cho thời kỳ hậu dịch sẽ có điều kiện thắng lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngay lúc này, sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp sau thời gian bị ảnh hưởng do dịch bệnh.